Chào quý thính giả thân mến của Tùng Audio Hải Dương. Xả ngay cho anh em 100 bộ sản phẩm quản lý nguồn cao cấp của hãng LT Acoustic 8688 đang rất là hot bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Và thay vì những cái vấn đề đầu tiên thì em sẽ đi báo giá luôn cho bác và anh em một cái mức giá xả bên Tùng Audio Hải Dương mà em nghĩ là các bác và anh em sẽ cảm thấy hài lòng ngay từ cái mức giá đầu tiên. 1.600.000 đồng đang là mức giá xả bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương dành cho 100 bộ sản phẩm đầu tiên cho bác nhá. Mẫu quản lý nguồn này đến từ thương hiệu của LT Acoustic 8688, một trong những mẫu quản lý nguồn cao cấp có đầy đủ tính năng cho anh em sử dụng với phòng hát gia đình. Ngoài ra anh em sử dụng với đồ điện dân dụng, các bác và anh em sẽ được hiệu quả và an toàn nhất với mẫu quản lý nguồn này. Và ngày hôm nay thì Tùng Audio sẽ đi mở ruột với em quản lý nguồn LT Acoustic 8688, một trong những mẫu quản lý nguồn cao cấp. Thì các bác và anh em thấy ngay về ruột gan của em quản lý nguồn đây, bao gồm đó chính là lọc nguồn đi kèm, và đi kèm với nó là dơ le cho anh em. Đấy, một trong những số ít những mẫu quản lý nguồn mà có lọc nguồn như thế này, các bác và anh em đánh giá giúp em ở dưới phần bình luận của video. Còn riêng Tùng Audio Hải Dương thì em đã nói rồi, đây là một trong những mẫu quản lý nguồn cao cấp có lọc nguồn cho anh em sử dụng. Đấy, nhiều khi các bác và anh em rất thích những mẫu quản lý nguồn mà có lọc nguồn như vậy. Và ngoài ra thì con này thì sẽ có rất là nhiều tính năng và sẽ đảm bảo cho bác và anh em sử dụng điện áp một cách hiệu quả an toàn nhất, tránh trường hợp xảy ra hiện tượng điện áp quá tải hay cháy chập lổ với em quản lý nguồn này các bác nhá. Đây là mặt sau của em quản lý nguồn LT Acoustic 8688 cho anh em. Mẫu quản lý nguồn này thì sẽ có 8 cổ cắm ở mặt sau cho bác nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 cổ. Và ngoài ra thì ở mặt trước đã được trang bị thêm cho mình, đó chính là 2 cổ cắm nữa. Tổng cộng với em quản lý nguồn này sẽ có 10 cổ cắm để cho bác và anh em cắm đầy đủ những trang thiết bị âm thanh. Ngoài ra những đồ điện dân dụng anh em còn thừa, anh em cứ cắm trực tiếp vào con quản lý nguồn này. Khi các bác và anh em sử dụng với điện áp gia đình sẽ đảm bảo an toàn, và những cái trang thiết bị của bác và anh em sẽ hoạt động một cách hiệu quả nhất, công suất ổn định cho anh em. Đấy, và mẫu quản lý nguồn này thì sẽ có cái chế độ bật tắt từng cổng, từng kênh cho anh em. Từ CS1 cho đến CS8, anh em muốn bật tắt cổng nào thì anh em chỉ việc nhấn vào đây thôi. Đấy, một số mẫu quản lý nguồn thì sẽ không làm được điều này, nhưng với em LT Acoustic 8688 thì điều này là một điều rất là đơn giản. Và ở đây thì mặt màn hình sẽ hiển thị điện áp ở phòng hát gia đình cũng như là điện dân dụng của bác và anh em đang sử dụng. Đấy, thì ở đây thì hiện tại thì bên cửa hàng thì nó đang là 240 cho đến 249 cho đến 251V. Và mặt trước thì sẽ có thêm một cái cầu dao tổng. Và cái cầu dao này thì trong cái trường hợp anh em sử dụng mà sẽ, nếu như có trường hợp mà nó xảy ra điện áp quá tải hoặc là bị cháy chập lổ một số trang thiết bị, thì cái cầu dao tổng sẽ tự động ngắt và anh em sử dụng những cái trang thiết bị âm thanh cũng như là những đồ điện dân dụng của bác và anh em sẽ đảm bảo cho bác và anh em hơn. Đấy, sử dụng phòng hát không thể thiếu được một con quản lý nguồn. Nghe thì có vẻ là nó không cần thiết cho lắm, nhưng với các bác và anh em sử dụng một lần mà đã bị hỏng một lần, thử anh em đã trải nghiệm một lần bị cháy một trang thiết bị, thì các bác và anh em sẽ cảm thấy là một cái con quản lý nguồn thì không thể thiếu được trong phòng hát gia đình cũng như trong phòng điện dân dụng anh em đang sử dụng. Ok, thì mẫu này em đã báo ngay từ đầu, ngày hôm nay thì bên em sẽ xả luôn cho bác và anh em 100 bộ duy nhất với mức giá là 1.600.000 đồng nhá. Và mức giá liêm yết ở thời điểm hiện tại trên thị trường âm thanh cũng như tại cửa hàng Tùng Audio đang là 1.900.000, thì ngày hôm nay thì Tùng Audio xả ngay cho anh em mức giá 1.600.000, bỏ qua đi cái mức giá 1.900.000 đi. Em xả cho anh em 100 bộ duy nhất thôi. Anh em liên hệ trực tiếp qua cửa hàng Tùng Audio Hải Dương, số điện thoại là 0979629336, hưởng ngay mức giá ưu đãi nhất. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc 100% mới cong luôn cho anh em, nhận hàng kiểm tra thanh toán sau. Ngoài ra luôn luôn có chế độ bảo hành 12 tháng và một đổi một trong vòng 1 tháng với mẫu quản lý nguồn cao cấp xịn sò LT Acoustic 8688. Ok, video của em xin dừng lại tại đây. Anh em muốn mua những trang thiết bị âm thanh hay giá rẻ mà chất lượng thì liên hệ ngay em Tùng Audio các bác nhá. Xin chào các bác.